vẫn đang ngủ. Sao thế? Có rắn. Hiểu Tịnh, Hiểu Tịnh, cậu không sao chứ? Chuyện gì thế? Có rắn, Hiểu Tịnh bị rắn cắn rồi. Đông Dương, không sao chứ? Rắn có độc. Sao thế? Có chuyện gì thế? Hiểu Tịnh bị rắn cắn rồi. Chuyện gì thế này? Hiểu Tịnh, anh Hổ, rắn không có độc. Kim Hổ, anh không nghe thấy sao? Rắn không có độc. Không, không có độc. Hiểu, Hiểu Tình, đi, bọn mình về phòng nghỉ ngơi. Về phòng nghỉ ngơi đi, không sao thì tốt. Đi thôi. Đứng lại.
Đi mau, chạy mau, mau lên, mau lên. Lệ Lệ, bên này. Đi thôi Lệ Lệ. Không đi được nữa. Chuyện gì vậy chứ? Nhất Sơn, em không nhấc được chân lên nữa rồi. Làm sao đây? Đi mau. Làm sao đây Nhất Sơn? Lệ Lệ. Lệ Lệ. Thắng Nam làm sao đây? Lệ Lệ, đứng yên, bên dưới toàn là bùn.
càng cử động thì lún càng sâu. Đứng yên. Đau đau. Đau đau. Cháu mau đi lấy gậy, tìm người kéo chúng lên. Nhất Sơn, cháu đứng yên đó. Cháu đứng yên đó. Nắm chắc nhé. Được rồi, được rồi. Đau đau. Đến rồi đây. Đến rồi, đến rồi. Mau lên. Nắm lấy cây này, mau lên. Đẩy về phía trước chút đi. Nắm lấy. Không được, nắm lấy. Kéo đi. Mau nắm lấy đi, Lệ Lệ. Không giới tới. Mau nắm lấy. Mau lên. Mau lên. Mau lên. Nắm lấy. Mau nắm lấy. Mau lên. Mau lên. Nắm lấy. Mau nắm lấy. Mau lên. Mau lên, mau nắm lấy. Mau lên. Mau lên. Lệ Lệ. Mau lên. Mau nắm lấy. Mau lên. Đi đi. Nhất Sơn. Nhất Sơn. Mau lên, mau lên. Nhất Sơn. Nhất Sơn, Nhất Sơn. Nhất Sơn. Giờ nãy suýt nữa anh hại chết chúng ta rồi đấy. Đau đau. Đau đau. Tôi không đánh cô, có phải nể mặt cô quá rồi không? Khốn nạn. Mở cửa ra. Kim Hổ, mở cửa ra. Mở cửa. Mở cửa. Mau mở cửa. Hiểu Hiểu đâu? Hiểu Hiểu. Mau đi tìm, mau lên. Hiểu Hiểu. Hiểu Hiểu. Hiểu Hiểu. Hiểu Hiểu. Cứu tớ. Hiểu Hiểu, mau lại đây. Cẩn thận. Hiểu Hiểu. Hiểu Hiểu. Hiểu Hiểu, đừng có cản tôi. Đi thôi. Hiểu Hiểu. Hiểu Hiểu, đi thôi. Này Hiểu Hiểu không chết thì người chết là chúng ta. Đồ khốn kiếp. Lệ Lệ. Lệ Lệ. Cố chặn nhé. Chặn kín mọi lối vào. Diêu Kim Hổ, anh là đồ khốn kiếp. Giờ nãy suýt nữa anh hại chết chúng ta rồi đấy. Đau đau. Đau đau. Tôi không đánh cô, có phải nể mặt cô quá rồi không? Khốn nạn. Đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa.
Hắn Nam, cút ra. Được rồi. Lúc nào rồi mà còn bắt nạt người trong nhà? Muốn chết ở đây phải không? Thắng Nam, Thắng Nam, cậu thế nào rồi? Đáng lẽ không nên đến đây, thế mà cô cũng nói được. Còn không phải vì lòng ham hư vinh của cô sao? Vì tôi, tôi thấy anh chị Hiểu Tình thì có. Cô bị, có phải nó không tìm thấy chúng ta nên bỏ đi rồi không? Kim Hổ, Kim Hổ, không sao chứ? Kim Hổ, Kim Hổ, chạy mau, chạy mau, đi thôi Kim Hổ, đi thôi. Hiểu Tình, mau kéo dây thừng.
nãy suýt nữa anh hại chết chúng ta rồi đấy. Đau đau. Đau đau. Tôi không đánh cô, có phải nể mặt cô quá rồi không? Khốn nạn. Mở cửa ra. Kim Hổ, mở cửa ra. Mở cửa. Mở cửa. Mau mở cửa. Hiểu hiểu. Hiểu hiểu. Hiểu hiểu. Hiểu hiểu. Cứu tớ. Hiểu hiểu, mau lại đây. Cẩn thận. Hiểu hiểu. Hiểu hiểu. Hiểu hiểu, đừng có cản tôi. Đi thôi. Hiểu hiểu. Hiểu hiểu, đi thôi. Này hiểu hiểu không chết thì người chết là chúng ta. Đồ khốn kiếp. Lệ Lệ. Lệ Lệ, cố chặn nhé. Chặn kín mọi lối vào. Diêu Kim Hổ, anh là đồ khốn kiếp. Giờ nãy suýt nữa anh hại chết chúng ta rồi đấy. Đau đau. Đau đau. Tôi không đánh cô, có phải nể mặt cô quá rồi không? Khốn nạn. Đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa. Thắng Nam, cút ra. Được rồi. Lúc nào rồi mà còn bắt nạt người trong nhà? Muốn chết ở đây phải không? Tháng Nam. Tháng Nam, cậu thế nào rồi? Đáng lẽ không nên đến đây. Thế mà cô cũng nói được. Còn không phải vì lòng ham hư vinh của cô sao? Vì tôi. Tôi thấy anh vì Hiểu Tình thì có. Cô bị điên à?